năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lánh đánh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn trông nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tâu nỗi hờn. Xin chào quý vị, ngày tự do yêu nước. Quê hương mòn mỏi năm trong lòng người đi nơi nhịp trùng dương, cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn trông nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cồn sóng, núi rừng ơi hợp tâu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nghiệp trùng dương, cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày trong mơ sông núi đợi chờ. Kính chào tất cả quý vị, kính mời quý vị cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sớm trở về đất nước và xây dựng lại một nền dân chủ tự do và thịnh vượng. Cầu nguyện cho quốc dân Hoa Kỳ đạt thành ý nguyện. Cầu nguyện cho quốc dân Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị tàn bạo tàu biên cộng sản Việt Nam.
cầu nguyện cho Đảng Cộng sản Việt Nam sớm quay về với chính nghĩa dốc quốc gia sẽ được đối xử tử tế. Lạy đấng tối cao Thượng Đế Trời Phật và Hồng Thiên sông núi các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước. Xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và đảng chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ được quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan đoàn kết nhẫn nại can đảm sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cũ, mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Nhân Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt mà thép cũng phải đáng tự hào bất khuất của hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh A-di-đà-phật. Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi tương tác dâng lời cầu nguyện. Ok, let me have a second. My machine is not good, works so good, yes. They are now. Hello, TT. Hello, Bình Thị. Kính chào quý vị mới vừa vào diễn đàn. Hello, Trung Nguyên. You are always with me, every time and everywhere. Thank you so much. Okay, let me do something here. Is something wrong here? Don't worry about that. Okay. As usual, we're going to take English version and Vietnamese afterward. Thank you so much. I do so because we have to let Vietnamese overseas know what's the Third Republic government of Vietnam policy is about. This June 4, 2021, is from the new posting by the Henry Stone in the so many newspaper in abroad and foreign newspaper. It's about Imperial Duke President Đào Minh Quân. Soaring with the grounded attitude, Imperial Duke President Đào Minh Quân. The personality of the Imperial Duke President Đào Minh Quân needs no introduction. He is known by its people worldwide for his loyalty to his country. Boundless love for people, patience, perseverance, and persistence. He is determined to dissolve the Vietnamese communist and bring peace, freedom, and love for the country. Although his intentions are pure and Peninsular South Vietnam, he is still portrayed negatively by Vietnamese communist media.
This 68-year-old diligent individual has been working tirelessly for more than 4 decades to bring relief to the people of his country. In addition to his efforts to freedom from the chains of communism, Imperial Duke President Dao Mingwen is known, also known for his numerous characters and funds. He is one of those down-to-earth individuals who thinks for the greater good and wants to make his country a better place to live in. Imperial Duke Dao Mingwen aims to provide the needy with the basic necessities for life and be a source of light in their lives. Imperial Duke President Dao Mingwen was initially a part of the military of the Republic of Vietnam. After the Communist Party and rule invaded the country, most of the soldiers were arrested, including him. He realized that he could not spend the rest of his life here, so he crossed the sea with his family and children in the United States on August 14, 1980. Settling and living in America make him realize how backward his country was. He wanted Vietnam to have the same infrastructure, government, and rules as he experienced in America. Moreover, he wanted his country to be free in order for his thoughts to come to life. He put his knowledge and experience to use and soon became one of the leading each tycoons in America. He owned many successful businesses in America. He was an engineer of Measurement System and Control Company and researching computer IBM compatible. He has also implemented and improved BIOS, Basic Input Output System, and founded Clone Master Inc. in 1983 to 1984. He experimented with producing a computer called Dao Computer that the speed was nearly twice as fast as the IBM computer, but cheaper, called the IBM clone, and founded Dao Computer Inc. In addition, he was also the head of the trade magazine, Vietnam Business Magazine, the president of the International Trading Company, Pacific Trading and Consulting, and the owner of the Teletech Paging Company and the Magic Talk Company. Giving back to the community,
Since Imperial Duke President Đào Minh Quân felt greatly for the citizen of Vietnam, he wanted to contribute in different ways to help them. Based on his own money from his companies, he created a fund for young students, newcomers to the United States, and taught English and also learned to use computer to integrate it into the third country. In 1995, the United States planned to engage in trading with the Vietnamese Communist. The United Nations stopped funding communist refugee camps in Southeast Asia, while there were still 200,000 Vietnamese refugees stuck in the five countries, including Hong Kong, Malaysia, Thailand, Indonesia, and Philippines, while host authorities also decided to close these camps, suppressing the refugee to force them to repatriate Vietnamese communist refugees who fled the country, had to endure dangerous, arduous journeys. Forced repatriation was like falling hell. Moreover, due to the lack of funding, the Vietnamese in the 15 refugee camps in Southeast Asia at that time fell in despair, living short of both food and medicine and being sick, having no choice. They spontaneously struggle with our organization, command, teacher, leader, so they were even more severely suppressed, being aware of the tragic sense. Imperial Duke President Đào Minh Quân make a difficult decision and sold the rights of the BIOS and his businesses. He needed financial funds to help his compatriots in 17 refugee camps. He helped them physically and mentally. President Đào Minh Quân, personality and silently went to the refugee camps to comfort their spirits, opened teaching classes, and founded the New Democracies movement there. He sent them medicine, clothes, and books, instructing them to fight in an organized, commanding, legal, and non-violent manner. Imperial Duke President Đào Minh Quân's life-saving appearance gave the Vietnamese refugee confidence again, and they felt they had support. He instructed them to rebuild the tent to live in, build homes for the orphans, open teaching classes, instructed them to build tables and chairs, and provide them with the necessities, including clothes, to make the uniforms, trousers, and shirts
for men and dresses for women. All the Vietnamese in the 15 refugee camps were strengthened and formed into formation, trained and begun to have a new democracy movement in the refugee camp. The heart of the Imperial Duke President Đào Minh Quân is consistent, immense, generous to his Vietnamese people. Even after suffering from the countless despiteful treatment, even lack of fairness that some newspaper and overseas Vietnamese treat him. On April 14, 2021, the International Environment Court declared and delivered a judgment aware to his lawsuit against Chinese communists and Vietnamese communists that he won U.S. 30 trillion. He was no intention of using it to enrich himself. But as he said, we will share this victory with the United States and the free world, as well as to help and rescue the Vietnamese people and all humanity from the communist red devil. Thank you for your patient attention. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại phiên bản Việt Nam. Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Bây giờ mời quý vị dùng nước. Sorry quý vị. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực, lấy lệ đất tổ không làm khổ dân. Phiêu Phúc 202807 anh em Cali 92814 thông báo ngày 7 tháng 6 năm 2021. Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân, người bạn của muôn người. Kính gửi đồng bào quý giới chức và đồng nhiệm. Sau khi tờ E-News Tony, một tạp chí quốc tế nổi tiếng đã hết lời ca ngợi ngài trong danh mục sách sống lifestyle, cách sống lifestyle, với bài báo người thiện nhân của thế giới. Đức công tước hoàng gia Tổng thống Đào Minh Quân, bài báo này đã đưa tin về tụ nghĩa đường với lục giác đài Hexagon Monument tại sa mạc Atlanta, khiến cho nhiều người Việt trên toàn thế giới đều cảm thấy được vinh dự. Được vinh dự lấy khi lòng biết ơn của chúng ta thể hiện qua sự khiêm nhượng chân thành, xây lên 6 bức tường để ghi nhớ và tưởng niệm 58.721 quân nhân Hoa Kỳ và những chiến sĩ đã hy sinh trên quê hương Việt Nam. Bắt đầu được thế giới nhắc đến và đem đi vào lịch sử bằng những bước vinh quang đầy chính nghĩa và công đạo. Đặc biệt mới đây là nhà văn Henry Stone, một tay
bánh bút, gạo cội về thể thao và giải trí cũng là cũng viết lên tờ báo Tribute Pride. Soaring with the grounding attitude Imperial Duke President Đào Minh Quân mà tôi mới vừa đọc bằng tiếng Mỹ vừa rồi. Điều này cho thấy Tổng thống Ngài Đào Minh Quân không những là một thiên sứ của Thượng Đế đang mang niềm hy vọng đến cho dân tộc Việt Nam mà còn là niềm tin yêu mà mọi người mong đợi. Ngài chính là Thầy tận tỷ kiên nhẫn nâng đỡ dạy dỗ chúng ta, giúp chúng ta biết phân định giữa sự thật và dối trá, biết phân biệt đúng sai thiện ác chính tà, để gọi rửa cho chúng ta sự hắc ám mê muội của tà thiết cộng sản, giúp nhân loại phục hồi lại diền mối thiện lành của con người do Thượng Đế tạo nên. Ngài đang dâng hiến cho mọi người nhiều kho tàng vô giá của tình yêu thương, trí tuệ, trí hệ và sự tự tin qua chủ thiết tân dân chủ chiến lược di thực lập công, để dẫn dắt chúng ta tiến vào cuộc cách mạng tâm trị kỷ nguyên tân dân chủ, con đường hòa bình của nhân loại. Ngài đã trao cho chúng ta những bài học vô cùng giá trị để phục hồi nhân chủ Việt qua 7 bài học làm người Việt chân chính, qua thập bát thức, qua huống thị điều hành căn bản, qua những phương cách để làm người công bộc chân chính tốt lành của dân tộc. Ngài cũng đang cảm hóa những nhân viên công lực vô lương tâm của Cộng sản Việt Nam. Kể cả an ninh và công an sẽ biến thành những con người lương thiện, biết hồi tâm chuyển ý, biết suy nghĩ để không còn muốn lầm tình lầm tội dân chúng. Do đó, đã có hơn 300 tờ báo quốc tế ca ngợi công đức của Ngài. Bây giờ, tin tức về chính phủ đệ tam Việt Nam Hòa về Đức Quốc Cộng đồng Quân của chúng ta không riêng gì báo chí của Việt Nam, mà kể cả 300 tờ báo của thế giới đang tìm lũ lượt tìm tin tức về Ngài. Cho nên hôm trước tôi thưa, tụ nghĩa đường sau này là một cái tụ điểm và không có thứ gì mà xảy ra cho nước Việt Nam mà không xuất phát từ tụ nghĩa đường. Rồi ngày mai đây, tất cả các nhà văn, nhà báo lũ lượt chen chân vào cửa tụ nghĩa đường để tìm tin tức ghi trên cái tờ báo đầu tiên của mình. Đó. Khi mà biết rồi thì họ nao nức nhịn đói, nhịn ăn, chịu khổ cực mà đến tụ nghĩa đường. Đó, cho quý vị, luôn luôn là nhân loại là vậy đó. Ngày xưa Chúa với Phật còn ở hiện diện, nói chuyện không nghe, đợi chú với Phật là vào niết bàn quấn cờ trên đó, rồi ở dưới đây là dân chúng mới là mua hoa, mua quả đôm lên cầu cúng. Đó. Luôn luôn là vậy. Và cho dù bọn đầu xó cộng sản lũ Việt gian u mê có tìm cách ngăn cản che giấu lấy xuống những bài báo này, nhưng cũng không thể ngăn chặn được cái chiến lược thủy thác công của Đức Quốc Công do những lương tướng trung thần phát động. Nay chúng tôi công bố thêm những vị giới chức đại biểu và gián tiếp góp phần tạo nên chiến thắng lâm trời lỡ đất ngày 14 tháng 4 năm 2021 trong vụ kiện Tàu Cộng tại Tòa án Môi trường Quốc tế đã thua Đức Quốc Công bị buộc phải bồi thường
cho ngài số tiền lên tới 38.000 tỷ Mỹ Kim. Cùng với 5 tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam, mỗi tên bị phạt trên 20 tỷ Mỹ Kim. Cùng với 1 triệu tên đảng viên Cộng sản Việt Nam cũng chịu trách nhiệm liên đới. Đức Quốc Công Tổng thống ngài Đào Minh Quân sẽ mang chiến thắng này sẽ chia sẻ cho Hoa Kỳ và nạn nhân Cộng sản cùng tất cả công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Đó là, xin phép mình sẽ đọc hết tất cả các đại biểu ở trong đây cho quý vị nghe. Thiếu tướng Võ Kiên Đen, đại biểu Pha Lê, Thiếu tướng Huỳnh Kim, Thiếu tướng Trần Minh Tôn, Thiếu tướng Đào Kim Vang, Thiếu tướng Trần Minh Nam, Thiếu tướng Trần Phương Nam, Chủng tướng Trần Chánh Trung, Chủng tướng Nguyễn Trọng Lục, Đại tá Huỳnh Xuân Yến, đại biểu Triệu Lệ Trinh, Đại tá Beatrice Nguyễn, đại biểu Đỗ Tiết, đại tá Trần Phi Vân, đại biểu Nguyễn Ngọc, đại biểu Hoàng Thi Ca, đại tá Candy Đào, đại tá Ngô Thanh Tâm, trung tá Mai Chí Thanh, trung tá Huỳnh Đức Ngọc, trung tá Lê Đức Phúc, Hoàng Phúc, trung tá Trần Minh Tường, trung tá Trần Thanh Hà, trung tá Võ Minh Thu, Thiếu tá Trần Lý Minh, Thiếu tá Quốc Thái An, Thiếu tá Trần Anh Chương, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Long, Đại úy Lý Minh Trí, Đại úy Trần Thanh Duy, Đại úy Huỳnh Anh Thư, Đại úy Lê Thanh Bình, Trung úy Trần Khải Hoàng, đại biểu Vũ Hữu Duy, đại biểu Lê Vũ Lộc, nữ sĩ Lê Phan, đại biểu Huỳnh Văn Tân, Huỳnh Văn Tân, trung tá Trần Miên Viễn và nhiều giới chức khác đang công tác tại nội địa nên chưa công bố. Kính thưa quý vị, khi mà mọi chuyện đã thành tựu rồi thì lúc đó báo chí và nhà văn nhà thơ sẽ tìm đến tụ nghĩa đường. Họ sẽ tìm đến tới nơi nào mà ngài Đức Quốc Công xưa kia đã ngồi tham thiền và tìm ra cái phương án giải thể tà quyền cộng sản mà không can qua chiến sự. Thôi đời là vậy đó. Lúc bình thường còn hiển diện thì không ai bỏ thì giờ ra để nghiên cứu khi ngài có khả năng trả lời trực tiếp. Nhưng khi mà mọi chuyện đã thành rồi thì họ tìm đủ mọi cách. Họ đi tìm bơ sơ, vội vã, lụp cụp lạc đẹp để chi? Để trên cái tờ báo lời văn của mình, sách sổ của mình có những cái câu có hàm ý về tụ nghĩa đường sớm hơn mọi giới chức khác, mọi tờ báo khác. Luôn luôn là vậy. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi muốn đặt nặng về vấn đề chế độ Cộng sản Việt Nam ở trong nước. Quý vị nên nhớ một điều, chúng tôi được biết quý vị, cho dù quý vị hiện nay đã trở về với chính nghĩa quốc gia với một số lượng tướng tá khá nhiều, nhưng tập đoàn Cộng sản là một sự gian manh dối trá. Quý vị nên nhớ, chúng tôi có nhiều cách để tìm ra quý vị. Quý vị có chủ mưu bằng cách nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng có thể tìm ra. Cho nên quốc dân Việt Nam đừng có ái ngại rằng là tập đoàn Cộng sản ngày hôm nay nó có thể trà trộn vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tâm Việt Nam của họ. Mọi thứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, và vì thế mọi thứ chuyện gì chúng tôi cũng có khả năng bắt chúng nó ra. Cho nên quốc dân Việt Nam đừng bao giờ băn khoăn những cái điều đó, mà hãy vui vẻ sống chờ ngày để tâm Việt Nam Cộng Hòa trở về. Lá cờ vàng ba sọc đó tung bay trên hai miền đất nước, thì lúc đó chúng ta sẽ cùng đôi lưng làm việc
và sẵn sàng ngăn ngừa ngoại bang xâm lấn nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Tập đoàn Cộng sản ngày hôm nay nó biết là Đức Quốc Công cho Tổng thống Ngài Đào Minh Quân có trên 8 triệu phiếu trưng cầu dân ý. Cho nên ngày hôm nay nó tìm đủ một cách nó lập ra cái hội đồng này, hội đồng nọ để kêu gọi quốc dân trưng cầu dân ý cho nó làm những cái chuyện lố bịch trong nước. Quốc dân Việt Nam nói rất đúng. Không bầu cử cho họ, không bỏ phiếu cho họ, họ cũng đâu có thiếu người đứng lên đàn áp đâu. Lúc xưa tại sao không có cái vụ mà yêu cầu quốc dân đi bầu cử, mà ngày hôm nay tại sao họ lại tìm đủ một cách gần như buộc quốc dân phải đi bầu cho họ? Là bởi vì chính họ nhìn thấy Ngài Đức Quốc Công đã thể hiện là một con người lãnh đạo dân chủ và quốc dân Việt Nam tự ý mình bầu Ngài Đức Quốc Công, chứ không phải là buộc, bỏ buộc. Cho nên tập đoàn Cộng sản ngày hôm nay nó rất là e ngại. Và một ngày mai đây, khi mà quốc tế đã nhìn nhận là tập đoàn Cộng sản là một cái tập đoàn lừa bịp, buộc quốc dân bầu phiếu cho mình, đó là phi pháp. Và họ đã nhìn thấy Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, cả thế giới đang biết, Liên Hiệp Quốc biết, công quyền của nước Mỹ đã biết. Cho nên tập đoàn Cộng sản ngày hôm nay nó cũng tìm đủ một cách nó nhờ quốc dân bầu phiếu cho họ. Nhưng mà quốc dân Việt Nam rất là thức tỉnh trong những ngày tháng vừa rồi, mang thùng phiếu tới khó cửa nhà quốc dân chửi họ như là tắt nước. Đúng, quốc dân Việt Nam làm đúng. Bởi vì tập đoàn Cộng sản nó không phải là vì dân, bầu họ lên hay là không bầu họ lên, họ cũng dư người để đàn áp quốc dân. Những cái tên thủ tướng mới vừa rồi họ nặng lên, đó là một trong những cái tên ăn hối lộ bén nhạy nhất của nước Việt Nam. Trước kia là Nguyễn Tấn Dũng, sau này là cái tên đó. Quốc dân Việt Nam phản ứng rất là hay, rất là tốt. Bởi vì tập đoàn Cộng sản nó biết rồi ngày mai đây nó sẽ không còn cái ghế để ngồi làm việc trong nước nữa. Cho nên ngày hôm nay nó tìm cách là nó nặng máu quốc dân Việt Nam cho thật nhiều, để rồi chúng nó cao bay xa chạy, hạ cánh an toàn một đất nước nào đó trên xứ người. Họ hiện tại đã bỏ ra hàng triệu đô la để mua một cái hộ chiếu ở nước ngoài rồi. Là một người đang nắm chỉ huy đất nước mà đã chuẩn bị cái tương lai của mình như thế, cho thấy rằng cái chính sách chính trị của đất nước Việt Nam hôm nay vô cùng điêu linh. Cho nên quốc dân Việt Nam, chúng ta hãy đồng lòng quyết tâm rằng việc trưng cầu dân ý là chiến lược thử thách công của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đại Quân. Chúng ta rủ nhau trưng cầu dân ý để chi một ngày mai đây, khi Liên Hiệp Quốc ta nhìn thấy được cái số trưng cầu dân ý cho Ngài Đức Quốc Công một cách áp đảo, còn trong khi tập đoàn Cộng sản Việt Nam nó là chỉ bắt buộc quốc dân bỏ phiếu cho chúng ta. Loại người như chúng nó là vi hiến và chiến lược thị thế công sẽ dựa vào đó mà hiện hình lên, không cần đổ máu cũng lấy lại được chính quyền. Quý vị nên nhớ rằng khi mà Đức Quốc Công kiện Tào Cộng, trong lúc Tào Cộng còn đang ngủ ngáy, đến bây giờ tòa án đã khó cái búa xuống và đã có án lệnh ra rồi, thì lúc này Tào Cộng đã nhìn thấy mà tự cho mình là con chuột vẫn còn vững chãi ở trên là chiến trường. Nhưng mà một ngày mai đây, tập đoàn Cộng sản Tàu và tập đoàn Cộng sản Hà Nội khum lưng mà trả lại số tiền mà chúng nó hốt của quốc dân Việt Nam. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng là khó mà lấy lại. Chúng ta có cái cách thức lấy lại. Đương nhiên việc gì nó cũng khó, nhưng mà không chạy thoát được. Nó đều nằm trong chiến lược của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đại Quân. Tôi xin thưa cho quý vị, Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đại Quân của chúng ta là một thiên sứ.
Ngài thiên có cái nhiệm vụ, có cái thiên trách của Ngài ở đây là lãnh đạo cả toàn thế giới ở tương lai, đặc biệt là nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam sẽ hưởng được thái bình. Chứ không phải quý vị nhìn thấy cái biết bao nhiêu nhân sĩ của Việt Nam khắp trên thế giới, nhưng có ông nào có khả năng làm được cho đến ngày hôm nay? 46 năm trôi qua rồi. Cho nên cái chuyện lãnh đạo đất nước ngày hôm nay không phải là con người thường có thể là lập ra cái mưu kế để mà lãnh đạo đất nước được đâu. Phải là các bậc mà nhận trọng trách của thiên, của thượng đế mới được. Chứ không phải là, nếu mà bình thường thì ắt hẳn ở nước Mỹ mà tiến sĩ, thạc sĩ, luật sư nhiều lắm, bác sĩ cũng nhiều, đúng không? Nhưng đến tháng ngày hôm nay chưa có một người nào có khả năng lập ra một cái đề án gì có khả thi cho quốc dân Việt Nam cả, ngoại trừ Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân. Bởi vì Ngài là thiên sứ, Ngài chịu đựng hết tất cả mọi thứ gì của hồng trần. Ngày xưa Chúa Giêsu, ngày xưa Đức Phật chịu đựng như thế nào, Ngài Đức Quốc Công cũng tương tự như thế nào. Đặc biệt cho những người nào có cái niềm tin thì nhận diện, cảm nhận được những cái điều này. Những người nào không có niềm tin thì cũng như thời gian của Chúa, của Phật năm xưa vậy đó. Khi Chúa dẫn nguyên cả bao nhiêu đồ đệ lên trên chiếc ghe đi ra biển đánh cá, gặp sóng gió bổ lên ầm ầm, ào ào, bao nhiêu đồ đệ ngồi ở bên cạnh Ngài hốt hoảng lên. Ngài Chúa Giêsu mới dây lại hỏi: tại sao các ngươi hốt hoảng? Niềm tin của các ngươi đâu? Thấy không? Chúa Giêsu đưa cái tay lên là mọi chuyện im lặng, an lành. Ngài Đức Phật cũng vậy. Khi Ngài đi vô trong một cái làng kia để hối duyên, bị những tên ác nhân nó thả biết bao nhiêu là trong gai ở ngoài ngõ. Rồi nó còn khích đô, nó nói là Ngài giỏi đi vô đi, à, giỏi mà đi vô đi. Ngài nói cái chuyện mà thả trong gai ở đây là cái việc của các ngươi, còn cái việc ta đi vào cái làng kia để hối duyên là cái việc của ta. Hai điều nó không có ăn rơ ăn khớp lẫn nhau đâu. Ngài vẫn bước đi từng bước một vững chãi vào trong cái làng mà không có đạp cái trong cái gai nào hết. Bởi vì sao? Niềm tin của Ngài là như thế. Cho nên xin thưa quốc dân Việt Nam ngày hôm nay, tại sao chúng tôi lại nói rằng là Ngài Đức Quốc Công là một vị thiên sứ? Bởi vì chúng tôi có cái niềm tin đó. Niềm tin mà lúc mà tôi chưa bao giờ, lúc xin lỗi, lúc đó Đức Quốc Công còn ở trong nước Việt Nam mà chúng tôi có cái niềm tin rằng là chúng tôi sẽ tìm ra được một vị sẽ lãnh đạo đất nước an minh mà không can qua chiến tranh. Mà chúng tôi dùng tới là gần 40 năm để mà tìm ra Ngài Đức Quốc Công ngày hôm nay. Tôi thưa rõ cho quý vị biết như vậy đó. Khi chúng ta có niềm tin thì chúng ta sẽ nhận diện. Và chúng tôi cũng nên kêu gọi quốc dân nên sớm nhận diện Ngài Đức Quốc Công. Đừng để quá trễ. Bởi vì quý vị sẽ không được nhận được những cái mà ban phước đâu. Mà ngày hôm nay chúng tôi hết lời mời quý vị, nhắc nhở cho quý vị. Quý vị chỉ cần có một cái niềm tin thì quý vị đánh được tà quyền cộng sản. Cộng sản nó có, tà quyền mà nó cũng có nhiều cái đẳng cấp lắm. Cho nên chúng ta cần có cái niềm tin thì chúng ta quấn được cái tà quyền đó. Nếu quý vị còn quá chần chờ hững hờ và nhận diện Ngài Đức Quốc Công quá trẻ thì quý vị sẽ không nhận được những cái ân hưởng trong cuộc đời đâu. Bởi vì bao nhiêu chuyện đã xảy ra trên hồn vũ này, hết cái ông tiến sĩ A, ông thạc sĩ B, ông giáo sư nọ, rồi họ dẫn nhau chia tay cuộc đời, không làm được gì cả. Bởi vì họ là con người hồng trắng.
Một con người hồng trần thì không có khả năng, có chiến lược, chiến thuật gì mà đánh với lại loài quỷ tăng có đẳng cấp cao kia. Cho nên cuộc chiến này cần đòi hỏi một vị thiên sứ ra đời. Đó là ngài Đức Quốc Công, tổng thống đồng quân của chúng ta ngày nay. Quý vị không thể nào đem ngài mà so sánh bất cứ một vị nào, bởi vì cần có những thanh ý, thanh tâm mới có khả năng tiêu diệt được cái con quỷ có đầy đủ đẳng cấp là cộng sản tà quyền cộng sản ngày hôm nay. Nước Việt Nam chúng ta ngày mai đây không phải là một đất nước nghèo khổ. Và đất nước Việt Nam chúng ta sẽ là một đất nước của thánh địa. Quý vị nên hãnh diện chúng ta là người Việt Nam. Dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ bị mai một, mà cấp lãnh đạo từ ngày xưa cho tới ngày hôm nay bị mai một. Địa lý của nước Việt Nam lại sinh ra nhân kiệt, hào hùng, bất khuất. Khi mà tổ quốc đã lâm nguy tới cái chỗ mà tột cùng rồi thì sẽ có một thánh nhân ra đời. Hỏi thử dọc theo lịch sử có cái giai đoạn nào mà dân tộc Việt Nam chịu đựng một cách tàn bạo vô nhân đạo trong bằng cái thời gian của chế độ cộng sản Việt Nam không? Cho nên ngày hôm nay là thời điểm thánh nhân ra đời. Mong rằng quý vị hãy nhận diện cho càng sớm càng tốt, để cùng hưởng được cái ân đức đó của ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Quân ban cho chúng ta. Hôm nay chúng ta có 38.000 tỷ Mỹ Kim chiến thắng Tàu Cộng trên tòa án môi trường quốc tế. Chúng ta làm việc rất là quang minh chính đại. Quý vị nên nhớ nha, tòa án lập ra không phải chỉ để xử sự hai con trâu ăn lúa đâu à. Cho nên cái tương lai của quốc dân Việt Nam chúng ta, khi mà ông khỏ cái búa xuống, tính từ giây khắc đó trở đi, tiền lời 8%. Quý vị nhìn thấy cái tiền lời 8% so với lại cái số tiền 38.000 tỷ trong một năm, thì mỗi một quốc dân Việt Nam của chúng ta hưởng tiền lời không đó nha, một tháng trên 10.000 đô la, 10.133 đồng 33 cent đô la trong một tháng. Quốc dân Việt Nam chúng ta không được phép nghèo khi lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trên hai miền đất nước. Cho nên khi mà lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trên hai miền đất nước thì chúng ta được quyền sách khỏi Tập Cận Bình, trả tiền vốn lẫn lời cho đất nước Việt Nam. Những tên đầu xó cộng sản mỗi một tên 20 tỷ Mỹ Kim và tính tiền lời từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 cho đến hôm nay, thì quốc dân Việt Nam chúng ta sẽ hưởng nổi cái tiền lời đó thôi. Mỗi một gia đình 10.133 đồng 33 cent đô la. Cho nên tôi từng thưa với quốc dân là đất nước Việt Nam chúng ta, cá nhân chúng tôi cũng muốn trình thưa lên Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc để tương lai của quốc dân Việt Nam chỉ làm việc một ngày 6 tiếng đồng hồ thôi, và một tuần lễ 5 ngày. Còn những ngày khác chúng ta cần phải hưởng thụ cuộc đời, chứ không phải làm nô lệ cuộc đời. Bởi vì sao? Nổi cái số tiền lời đó chúng ta đã hưởng được rồi. Nên nhớ nước Việt Nam không phải chỉ có một lần 38.000 tỷ đâu, mà nước Việt Nam chúng ta là có biết bao nhiêu lần 38.000 tỷ hay không? Rừng ven biển bạc nè, đúng không? Cho nên
Việc ngày hôm nay chúng ta nên cố gắng chịu đựng thêm những cái gì, nhưng mà phải có cái niềm tin rằng ngày Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sẽ lãnh đạo đất nước anh mình một ngày gần đây. Ngài Đức Quốc Công trở về nước trong lúc tập đoàn Cộng sản còn đang ngủ ngay đó nha. Lên nhớ điều đó. Giống cũng như ngày kiện chiến thắng ở trên môi trường, tòa án môi trường quốc tế mà Tập Cận Bình còn đang ngủ ngay, tập đoàn Cộng sản còn đang ngủ ngay đó. Cho nên đất nước Việt Nam chúng ta ngày mai đây thái bình trên cái chỗ thịnh vượng, chứ không phải thái bình mà còn nằm ở trên cái chỗ nghèo đói đâu. Huống chi cái môi trường xã hội của Việt Nam ở tương lai, an sinh xã hội phải thiết lập ngay tức khắc, môi trường phải thiết lập ngay tức khắc, nhà thương phải thiết lập ngay tức khắc. Nơi đó để cứu rỗi nhân loại, chứ không phải là nơi đó gọi là cái gì đó thủ tục đầu tiên. Nhà thương người ta vua để cứu người nghèo, người bệnh tật, mà vua trong nó đòi là thủ tục đầu tiên, có nghĩa là gì? Chẳng lẽ mấy thằng bác sĩ đó nó uống nước, nó làm việc, hay là nó cũng có lãnh lương mà, đúng không? Nó cũng có lãnh lương, thì tại sao vô trong đó nó đòi thủ tục đầu tiên của người bệnh nhân nữa là sao? Cho nên tôi xin thưa là tương lai quốc dân Việt Nam không còn quan tâm học cái câu cổ ngữ rằng là tích cóc phòng cơ dưỡng nhi đại lão nữa, không cần thiết nữa. Bởi vì khi mà chúng ta có an sinh xã hội thì chúng ta sẽ có là vườn trẻ cũng miễn phí, kể cả lên tới trường đại học cũng miễn phí, vô nhà thương cũng miễn phí, và chúng ta sẽ có những cái nhà dưỡng lão. Bởi vì sao? Đất nước ta là rừng vàng biển bạc mà. Và quốc dân được an hưởng thái bình. Hàng năm quốc dân Việt Nam phải đi du lịch. Tôi dùng cái chữ phải này, quý vị nghe có vẻ như hơi khó chịu, đi du lịch mà phải có chữ phải, mà thật nó là như vậy. Thay vì cho quý vị vào trường đại học, để quý vị học 4 năm, quý vị ra đời sống, quý vị mới biết rằng giữ gìn vệ sinh, giữ gìn sức khỏe, giữ gìn ăn môi trường rồi vân vân. Mệt lắm, dạy 4 năm đại học mệt mẹ. Cho quý vị đi du lịch ra nước ngoài, quý vị đi chừng 1 tuần 2 tuần thôi, bằng quý vị sẽ có kiến thức nhiều hơn là kiến thức quý vị học tại trường đại học. Cho nên quý vị phải đi du lịch ra nước ngoài chừng một vài tuần trong một năm, để quý vị tiếp thu kinh nghiệm thế giới tự do văn minh giàu sang nó như thế nào. Tự nhiên lúc đó quý vị trở về nước, quý vị không còn biết là khi mà mình hút thuốc, mình khỉ cái tàn thuốc ở đâu, nó không biết ở đâu luôn. Thấy không? Rồi quý vị ăn cái kẹo, quý vị không biết là dục cái giấy kẹo ở đâu luôn. Khi quý vị ở nước ngoài về rồi, thì cái túi của quý vị là cái túi để mà bọc cái giấy kẹo khi quý vị ăn giấy kẹo. Hút thuốc quý vị phải tìm cái nơi nào mà có cái gạt thằng thuốc lớn, cố định ở đó. Chứ không phải là dục bừa dục bãi giống như ngày hôm nay. Đúng không? Cho nên xin thưa quý vị, đất nước Việt Nam chúng ta ở tương lai là một cái thánh địa. Lá cờ Việt Nam chúng ta có khả năng chưa sắc thái dân tộc. Và vì thế chúng ta phải có một vị lãnh đạo anh minh giống như ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, để cho sánh với cái hữu hình bất khả hội dưới non sông. Cho nên quốc dân Việt Nam, chúng ta ngày hôm nay chỉ còn có một việc để làm là gì? Hãy thể hiện chúng ta khước từ chế độ Cộng sản Việt Nam và đón chào Đức Quốc Công Tổng thống ngài Đào Minh Quân trở về cứu quốc, là trưng cầu dân ý. Hãy trưng cầu dân ý. Bởi vì quý vị khi trưng cầu dân ý, quý vị có gửi cái gì? Chưa hẳn quý vị gửi cái lá phiếu đó đâu. Ngài Đức Quốc Công không cần quý vị gửi cái lá phiếu đó. Bởi vì ngày hôm nay quốc tế đã công nhận cái hiến pháp, hiến chương và chiến lược của ngài Đức Quốc Công rồi, thì ngài Đức Quốc Công không cần cái lá phiếu của quý vị đâu, nhưng rất cần cái ý chí của quý vị, cái ý chí của quý vị, cái quyết tâm của quý vị
chứ không phải là cái lá phiếu nữa. Đúng không? Khi quý vị mà trưng cầu dân ý, quý vị có gửi cái tâm phần năm đó. Bởi vì Ngài Đức Quốc Công sau này sẽ trị dân không phải là bằng mọi thứ là to lớn, mà là tâm trị. Cho nên khi quý vị mà trưng cầu dân ý, quý vị có gửi cái tâm trong đó. Cái tâm đó là Ngài Đức Quốc Công cần, chứ không phải là cần cái lá phiếu của quý vị đâu. Hôm nay Ngài Đức Quốc Công được cả thế giới công nhận, đã biết đến rồi. Tòa án quốc tế cũng đã biết đến rồi. Tòa án môi trường vừa rồi là khỏi cái búa cũng rõ ràng Ngài đã chiến thắng rồi. Có đúng không? Như vậy có nghĩa rằng Ngài không cần cái lá phiếu, mà Ngài cần cái ý chí. Mà cái ý chí là bằng cách quý vị thể hiện ra là gì? Là bằng cái lá phiếu. Mà Ngài không phải là cần lá phiếu, mà cần cái ý chí của quý vị. Cho nên quốc dân Việt Nam ở tương lai phải nghĩ rằng khi mà đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trở về nước thì mọi thứ chúng ta thay đổi hoàn toàn. Nên nhớ nhau, thay đổi hoàn toàn. Từ cái việc mà lái xe ra ngoài đường, từ cái việc mà môi trường, từ cái việc mà an sinh, từ cái việc mà bệnh xá. Những cái đó ngày hôm nay ở trong nước là phải nói là một sự điêu linh cho quốc dân Việt Nam. Khi có một người nào trong gia đình bệnh, nói cái chuyện này mình nhớ câu chuyện muốn hỏi quý vị. Nước Việt Nam nhận biết bao nhiêu là liều thuốc chích corona, ngăn ngừa corona về nước. Gọi là free đó nha, tập đoàn Cộng sản không có bỏ ra một đồng nào đó. Vậy quý vị ở trong nước, quý vị có được chích mà gọi là chích free không quý vị? Tôi có một, hồi nãy tôi có hỏi một người rằng là ở trong nước có chích ngừa, người dân có chích ngừa chưa? Và chích ngừa là miễn phí hết, có đúng không? Thì người kia dậm chân một cái rầm đó này, làm gì có cái vụ mà chích ngừa tới người dân đâu. Tên căn trên, ở trên cán bộ của chúng nó mà nói chúng nó là còn giành nhau chém lên chém xuống thì làm gì mà đậm đến tới người dân được. Rồi chưa chắc mà nói chuyện là chích miễn phí đâu á. Một liều thuốc là có một số tiền bao nhiêu đó. Wow, chúng tôi chưa biết, mà ở Na Uy thì chúng tôi chích gọi là miễn phí kia cả, mà chúng tôi còn không chưa đi. Tôi chưa đi chích đó nha quý vị. Bởi vì tôi mới nói với người Na Uy rằng là người Na Uy chỉ có 5 triệu, là tôi mới nói là 5 triệu cái mũi, mà 5 triệu lẻ một là tôi là người cuối cùng. Tại vì tôi không muốn là chết là người sớm nhất để mà giành cái mũi thuốc đó đâu, chúng tôi không cần. Nhưng mà nghe nói được ở trong nước, quý vị nên nhớ, quý vị sẽ không nên trả bất cứ cái chi phí gì, bởi vì cái thuốc, những cái liều thuốc đó là ở nước ngoài ta giúp nhân đạo, ta gửi về trong nước cho quốc dân Việt Nam. Có nghĩa rằng tập đoàn Cộng sản khi dùng thuốc đó nó chích vào người dân Việt Nam, người dân Việt Nam chỉ là nhận chích thôi chứ không phải là tiền bạc gì nữa. Thấy chưa? Xin quốc dân Việt Nam hãy lưu ý được đó. Nếu mà nó mà có đòi hỏi vấn đề tiền bạc thì hỏi nó. Sao tôi nghe ông Francis, ông nói rằng là thuốc này là thuốc viện trợ nhân đạo của tất cả các nước tự do trên thế giới, thì được quyền chích cho quốc dân Việt Nam miễn phí chứ không phải là cái tiền đó. Nói như thế đó. Ok, kính cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi tương tác. Mời quý vị nghe bản nhạc trước khi chúng ta chia tay. Bởi vì nước hy sinh cho muôn đời, tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui non. Bye bye Bình Thị, bye bye Vinh Tân Lê. Việt Nam đào minh quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi.
ánh dương lên soi sáng. Bye bye Nguyễn Mai, bye bye Kim Lan. Bye bye Trung Nguyên. Bye bye Trúc Lê Thương. Đào Minh Quân, anh hùng cứu quy dân Việt. Quên thân mình. Bye bye Mỹ Cao Hoàng. Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại mình vì nước hy sinh. Trúc Lê Phương Thanh. Bye bye. Bye bye Nguyễn Mai. Ok, chào quý vị, chúc quý vị một ngày bình an bên người thân yêu.